Toàn ơi, có kèo này thơm lắm nè ông nội. Vậy Bà bạn tôi á, bà nói cái chị kia đang tuyển chồng cho con gái của bà, người Mỹ, muốn tìm chồng Việt Nam, 20 tới 35 tuổi. nhỏ nói đâu Ở bên Mỹ chứ đâu ông nội, không lẽ bên Mỹ là người Việt Nam. nhiêu tuổi Nó cũng coi được lắm, 25 tuổi rồi mà nó hơi mập. Ủa, bạn tôi ế nhóc, dịu mà mai cho nó đi. lúc này vàng mắt mỏ, có thằng nào có tiền chứ vợ đâu. Bà nghĩ đi, vàng bây giờ nó 7-8 triệu chỉ, mà cứ vợ cũng phải 1 cây gửi. Cả 100 triệu tiền đâu mà tụi nó lo cho kham cho nổi. Nhỏ đó người Mỹ luôn hả? Người Mỹ gốc Mỹ luôn hả? Gặt ghi Mỹ luôn, không biết tiếng Việt. Mày người người Mỹ gốc Mỹ luôn, làm sao mà mấy bạn tôi nó kham nổi trời. Hàng Việt Nam mà bà kêu đáp ứng cho con vợ Mỹ, làm sao mà mấy bạn tôi nó kham nổi. Bạn tôi thì ế nhóc luôn, thằng Hai Nồ nè, thằng Trường nè, rồi thằng Khang nè, rồi thằng Bình Trọng nè, thằng nào nó cũng ế thiêu ế chảy, nhậu như hũ chìm, có ai dám ưng đâu. Không biết sao nhỏ này nó phái chồng Việt Nam thì ông kiếm thằng nào mà cao bự được rồi. Nếu mà tính về cái độ mà hàng Việt Nam mà để đáp ứng cho con nhỏ con gái Mỹ mà. Này khó nha. Trong đó thì tôi thấy có thằng 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 Bình Trọng này với thằng Trường, là hai thằng đó là hàng Việt Nam chất lượng cao thôi, còn Hai Nồ với thằng Khang Khang Bóng đó, đáp ứng chắc không nổi đâu. Nhỏ đó đẹp không, mà có hình không, chút tôi gửi cho mấy nó coi nó chịu không. Ở trong này là chỉ có thằng Bình Trọng với thằng Trường là được thôi, tại hai đó hàng Việt Nam chất lượng cao nó mới đáp ứng lại con nhỏ Mỹ nổi, chứ nếu mà Việt Nam mà chất lượng thấp qua bển gian dở tội nghiệp nó. Thí đi ông nội ơi, miễn sao chị đó chỉ đền ơn cho mình có mớ được rồi. Mà không biết qua bển rồi mấy cha con ăn nhậu, mấy cha có chịu làm ăn gì không ở đây, rồi mang tiếng nữa. Bên Mỹ nhà ai nó ở không có tụ tập bạn bè đâu nội ơi, qua bển nó bỏ ngủ luôn à. Bà nói bà đền ơn cho bà nhiêu? Bà nói mình mai được thì bà đền ơn cho mình 1.000 đô. Ừ thì để chút đi, bà đưa cái hình qua đi rồi tôi gửi cho mấy nó. Mấy nó giờ cũng thèm khát dữ lắm rồi, không biết gái Mỹ thằng Trường với thằng Bình Trọng nó chịu không nữa đây. Thì bắt quá kẹt quá thì đưa Khang với Hai Nồ thôi. Khang với Hai Nồ, hai thằng đó hàng Việt Nam chất lượng hơi thấp đó. Thì thấy bà nội đi, thằng nào có vợ được mừng cho thằng đó. Làm phước cho nó đi ông ơi, Biết nhỏ nó hung dữ giống bà không, tào lao nó đó, về bển ăn hiếp đánh đập thấy mẹ nữa đây. Quá trời rồi, bị mẹ quá tốt rồi, quá dễ ăn hiếp rồi, quá dễ ăn hiếp mấy ông rồi. Chứ nữa, bà là chuyên gia ăn hiếp chồng luôn. Ai kêu ông cớ cái tôi giống gì hai cái gì tư của tôi đó. Thôi bây giờ tôi thấy rồi, bà nào bà nấy giống hệt nhau, bà nào cũng sư tử Hà Đông, không không có bà nào tốt lành gì đâu.